Thưa quý vị, hôm nay là ngày chính thức người dân có thể đến trực tiếp công an xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Việc thực hiện đăng ký cấp biển số đối với một số loại xe ô tô tại công an huyện. Đây là một bước đi thực hiện quyết tâm cải cách hành chính của Bộ Công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện. Khi biết được thông tin lực lượng công an triển khai đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện về cơ sở, nên thay vì phải trực tiếp lên công an huyện để đăng ký cho chiếc xe máy điện như trước đây, hôm nay ông Trần Quế Ba ở thị trấn Xuân Mai chỉ cần ra trụ sở công an thị trấn để thực hiện thủ tục này. Rất là thuận tiện, không phải ra huyện, và không phải đi xa, đi xếp hàng, và ra đây là bên các anh công an là có làm thủ tục và đăng ký luôn. Nói về cái thuận lợi đối với việc phân cấp đăng ký xe mô tô, xe máy điện đối với công an cấp cơ sở, địa bàn được phân cấp để đăng ký các cái mô tô và xe máy điện. Tại trụ sở công an huyện Thanh Trì, quy trình đăng ký biển số ô tô cũng được thực hiện thuận tiện. Do trước đây, đơn vị này đã có sẵn trang thiết bị phục vụ đăng ký xe máy. Thuận tiện rất nhiều bởi vì là trước thì dồn vào một địa điểm mà bây giờ phân chia ra từng khu một như này thì giảm tải đi rất nhiều cái thời gian mà thủ tục là nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trước đó, để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện, các đơn vị chuyên môn công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chu đáo việc tập huấn nghiệp vụ và bố trí đủ trang thiết bị máy móc cho lực lượng công an tại các xã, thị trấn, huyện ngoại thành. Các cán bộ chiến sĩ ở tại đơn vị cấp công an xã đã qua tập huấn thì đều có thể cả số khung, số máy và làm các thủ tục liên quan đến việc cấp đăng ký xe cho người dân. Để công an xã phường được trao quyền thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy, kể cả xe máy điện, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Trong 3 năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong một năm. Việc chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, giúp việc đăng ký xe được nhanh chóng. Trong thời gian vừa qua, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội để thông toàn tuyến. Trở ngại lớn nhất về vốn đã được tháo gỡ tại Hội nghị Hợp tác Đầu tư Dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 5 tại Cao Bằng. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức. Hội nghị Hợp tác Đầu tư Dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng đã thống nhất ký kết thỏa thuận đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư. Liên danh nhà đầu tư sẽ lập, đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Vốn ngân sách và khoản tín dụng ngân hàng cam kết tài trợ sẽ giải ngân theo đúng tiến độ và nhu cầu dự án. Sau khi phê duyệt cái BS xong thì tiến hành tới cái bước là ký kết hợp đồng dự án, và sau khi bước hợp đồng dự án được thì mới quay lại làm việc với ngân hàng, thì họ sẽ đối chiếu so sánh những cái điều kiện và những cái cam kết và những cái điểm thuận lợi, những cái cách mà thống nhất với nhau về kế hoạch vốn vào. Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 164 km với tổng mức đầu tư gần 23.200 tỷ đồng, trong đó Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km. Vốn đầu tư hơn 13.100 tỷ đồng, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự kiến cao tốc từ Lạng Sơn lên Cao Bằng sẽ hoàn thành trong năm 2025. Bây giờ sẽ là thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thủ đô. Mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 370 ca dương tính mới, trong đó có 128 ca ngoài cộng đồng, 242 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 130 xã, phường, thị trấn thuộc 28 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Hà Đông 37 ca, Hoàng Mai 34 ca, Đông Anh 26 ca, Nam Từ Liêm 26 ca, Long Biên 25 ca, Bắc Từ Liêm 24 ca và Cầu Giấy 23 ca. Ngày hôm nay không ghi nhận ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.558.336 trường hợp dương tính.
Thưa quý vị, mặc dù đã đầu hè, thế nhưng từ tháng 4 đến nay thì Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh kèm theo mưa lớn. Sau đó là ghi nhận nắng nóng với nền nhiệt cao. Việc thời tiết thay đổi nắng lạnh, nóng lạnh thất thường kèm theo các biến chứng sau COVID đã khiến cho số bệnh nhi nhập viện liên quan đến bệnh hô hấp có sự gia tăng đột biến trong thời gian này. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Bệnh viện Bạch Mai. Dù trước đây giao mùa, bệnh nhi này cũng thường hắt hơi sổ mũi hay ho hùng hắng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cháu bé trở nặng phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, khò khè. Bệnh chuyển biến rất nhanh kể từ khi khởi phát. Thời tiết nó lúc nó nóng xong rồi nó nồm, khó chịu ý. Cứ mỗi lần bật quạt lên thì kiểu là da của bé nó cứ nổi gai ốc lên. Nhưng mà tắt quạt đi thì lại nóng xong rồi đổ mồ hôi. Bé bị suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, không ăn được ý. Dễ mắc bệnh về hô hấp. Còn em bé này đã nhập viện 4 ngày do ho dài, khó thở, đau bụng. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định nhập viện ngay. Đáng nói, trước đó bé chưa từng có tiểu sử hen suyễn, khai thác tiền sử dịch tễ, bé từng nhiễm COVID-19. Có nhiều nguyên nhân, ấy. Một là do khí hậu, hai là do cái môi trường của mình là quá ô nhiễm, nên có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nhiều hơn. Thứ ba có thể là do, mình đoán thôi, có thể là không biết là do hậu COVID hay không, bởi vì đây là lần đầu tiên bé nhà mình bị như này. Xong rồi nghe điều trị thì cũng đỡ hơn, nhưng mà ho có đờm trở lại khi thời tiết thay đổi. Tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhi nhập viện gần đây tăng cao từ 100 đến 200%, trong đó tỷ lệ trẻ mắc bệnh lý hô hấp có sự gia tăng đột biến. Theo các chuyên gia, khi giao mùa, cơ thể trẻ chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của thời tiết, kèm theo các virus có điều kiện phát triển ở thời điểm này, nên các em dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, thời tiết năm nay có sự thay đổi thất thường, kèm theo nhiều trẻ từng có tiểu sử mắc COVID-19 lại càng là tác nhân khiến trẻ mắc hô hấp tăng cao hơn mọi năm. Gần đây thì các cái số lượng bệnh nhân nhập viện do nguyên nhân hô hấp thì là gia tăng đáng kể. Đa phần các cái nhóm bệnh nhân này nhập viện trong cái tình trạng là suy hô hấp và một số là có phải hỗ trợ về thở oxy, thậm chí một số bệnh nhân có phải thở máy. Ở những cái nhóm bệnh nhân mà đã có tiền sử mắc COVID thì các cái tổn thương phổi cũng như các cái diễn biến bệnh nó cấp tính và nó nặng nề hơn. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh chủ quan cho rằng những dấu hiệu hô hấp của trẻ là do hậu COVID-19 nên tự điều trị, dẫn đến việc nhiều trẻ khi vào viện đã có biến chứng nặng. Chính vì vậy, dù là nguyên nhân nào, khi trẻ có các triệu chứng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Bệnh nhân có cái tình trạng suy hô hấp hoặc là những cái tình trạng sốt cao liên tục và có những cái tình trạng ho, khó thở, khò khè, kéo dài thì gia đình nên cho đi khám. Hoặc ở những cái bệnh nhân mà mình đã điều trị thuốc ho kéo dài khoảng hơn 2 tuần rồi mà không đáp ứng thì nên cho con đi khám để bác sĩ kiểm tra. Phụ huynh cũng nên cho trẻ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường đề kháng. Ngoài ra, trẻ cũng nên được tiêm phòng đầy đủ để tránh nguy cơ dịch chồng dịch.